Thưa quý vị, những ngày qua, người dân Hà Nội đã phải đi học, đi làm trong thời tiết lạnh và mưa phùn. Đến ngày 6 tháng 2, hình thái thời tiết này vẫn tiếp tục duy trì. Vậy trong 3 ngày tới, thời tiết sẽ diễn biến như thế nào? Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng mùng 6 tháng 2, miền Bắc chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng. Chuyên gia dự báo thời tiết nhận định, tình trạng sương mù, mưa phùn về đêm và sáng sớm ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ duy trì liên tục trong nhiều ngày tới độ ẩm không khí hàng ngày trong khoảng từ đêm và sáng sớm rất cao, sau đó ở mức vừa. Với tình trạng độ ẩm cao, nhà cửa sẽ thường xuyên ẩm ướt, tầm nhìn hạn chế do sương mù. Tình trạng nồm ẩm chỉ kết thúc khi có gió lạnh và khô thổi về. Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới cho thấy trời nhiều mây, có mưa rào vào buổi đêm và sáng sớm. Trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20 đến 22 độ C, sau đó nhiệt độ tăng dần. Nhiệt độ có ngày cao nhất lên mức 26 độ C. Thứ 2 ngày mùng 6 tháng 2, trời nhiều mây có mưa phùn và sương mù, trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 20 đến 23 độ C. Thứ 3 ngày mùng 7 tháng 2, trời nhiều mây, có mưa phùn và sương mù trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 22 đến 24 độ. Thứ 4 ngày mùng 8 tháng 2, có mây, có mưa rào, sau trời hửng nắng, trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 21 đến 26 độ.